Sau Tết cây xanh tốt quá. Đấy, đi qua xem nào. Tháo cái này ra cái. Để xoay cái. Mỗi ngày, mới luôn đi. Đấy, rồi. Mình kêu. Bỏ cái chốt ở đây ra mà. Ngồi vào bên dưới nhá. Đấy, thì con dự ứng chắc nhá. Thì rằng là thì hôm qua mới mảng quê lên. Bây giờ tôi sẽ tỉa, bởi vì khi mà cái những cái cây mà nhỏ nhỏ này mà bác nó nhỏ tí mà răm nó muộn, răm nó hoàn thiện rồi ấy. Mà các bác để sổng những cái cành như này thì sau răm nó rất là to, bấm ngay. Riêng cái thể loại này thì bấm ngay, thì sau nó vọt lên là nó sẽ rất to rất nhanh. Chuyện không có tối. Rồi. Với lại tôi sẽ tỉa cái này và khoe các bác cái cây này mới lấy cây này khai xuân đấy, chưa ưng lắm nhưng thôi lấy rồi. Trăm ông vừa mới về nước, phục vụ ông ấy mấy ngày bây giờ mới về nước rồi, về trong quanh trả ký được cái thỏa thuận gì về nước không làm ngồi lại được với nhau, không ký bất cứ thỏa thuận gì cả, mình thì chẳng quan tâm lắm.
Trâm kim, trâm kim. Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Sắp hết cái mùa rét này, xanh xì là phê lắm. Qua giai đoạn khốn khó. Trước thì về nhanh quá, không kịp quay mấy cái cây ở nhà. Cái cây sung mà xanh tốt lắm các bác. Cây sung, sung của tôi. Đấy. Nhưng mà tiếc là quả nó bị rụng hết. Đấy, ông xanh đây. Đấy là xong xanh nhá, ông xanh này bây giờ lá đã mướt mắt rồi. Nuôi thêm cái này cho nó dài ra tí để làm triển tiếp. Thêm một chút nữa ra đây. Đấy. Rồi. Lá liếc chất lực rất là đẹp. Lá rất đẹp. Như thợ cắt tóc. Là xong rồi, ông ngủ đây. Trời nó hơi tối rồi đó. Đấy, không lấy nét được. Hơi tối. Nên nữa chắc phải cố gắng đầu tư cái máy quay đàng hoàng. Đang thích con GoPro. Quay này các bác xem nó cũng khó. Tiếc cái là tài chính nó kẹt quá. Mua cây thì dám, mua đồ thì đã. Long lanh. Long lanh. Tết chơi cái này trong nhà thích lắm. Phê lắm. Lúc đúng lúc Tết năm nay nó lại ấm. Các lá nó phun ra. Phê như con tê tê. Đấy các bác, còn cái cây này thì mới lấy. Cũng là một cây xanh quê đây. Nhưng mà nó khá là gọn gàng. Thì cái lúc mua các bạn thì lá nó non lắm. Okay. Có nghĩa là người ta mới cắt ấy, nó phun ra này nhưng mà bác chủ với bác ấy lại có lẽ là chở trên xe máy và đi trên cao tốc cũng xa quá được mà gãy hết toàn bộ, nó kiểu nó bị gió nó gãy, lá nó non thì nó gãy, nó cứ yếu ớt thì tôi cắt nó đi, tôi cắt nó đi nhìn cho nó khỏe mạnh chứ để lá thì cũng nó cũng sẽ khô đi thôi. Đấy thì là một cây xanh quê và cũng khá là lâu năm rồi. Thì nó có cái này thì có cái ưu điểm, cái bộ bệ nó cũng khá là ổn. Đây, bộ bệ ưu điểm của nó này. Bộ bệ nó cũng khá thuần chậu. Tôi cũng chưa nhìn thấy ở bên dưới nó như nào nhưng mà là đã múc luôn rồi. Răng dấp nó khá là ok. Khá là rụt rịt và cắt giật từng mỏ một. Khá là rụt rịt, khá là đúng ý đồ của mình. Còn chốt thì mình có thể tính sau. Đấy, vách vuông ra đây rất hay. Không cần nhiều vách. Nhìn rất thoáng và cây rất là duyên, cây rất là duyên. Duy chỉ có một chút cái chỗ này thì cảm giác hơi đơn điệu quá. Một chút đây thì tôi sẽ phải đục thêm một chút ở đây, lấy một cái miếng ở đây ra thôi. Và bị một chút cái vết cháy này thì không sao, vết cháy này thì không sao. Đấy, và cái chỗ khẩu này tôi phải dậy đánh giật ra đây một chút chứ không để cái này. Hoặc nếu nuôi này thì sau anh phải xử lý cái màu này. Đấy, thì là một cây xanh quê, nó cũng chỉ tầm cao thì hoàn thiện chỉ tầm 30 phân thôi, 28-30 phân thôi. Đấy, và tay chốt đầy đủ rồi, cắt giật theo lối cắt giật nhé. Cái cành này tí tôi sẽ cắt đi, và bộ cái vách của cái chi này rất là thích, nó thiên hướng về một chút về cây hoành. Đấy, và theo cái chiều như này,
hơi này một chút để tí nữa các bác nhìn ở trên xuống các bác sẽ thấy. Một cây cũng khá là hay, khá là yêu. Tất nhiên là về tuyệt phẩm thì chưa nói, nhưng mà nó là một cây khá là duyên. Đây, những cái lá của nó này. Hôm trước thì nó cứ vặt vẹo, nó cứ héo hon, kiểu như nó bị gió, nó non quá, lại bị đi xa, gió tôi mới cắt đi. Cái xanh thực tế nó rất là khỏe. Đây các bác nhìn ở trên xuống. Đấy, chiều chân đây. Như này còn đây một chút. Rồi tay bông đang chia. Tay này tí sẽ cắt đi. Cắt ngắn cái tay này đi để cho nó côn rụt lại. Lấy cái mầm này không? Lấy cái mầm này để đánh tiếp này. Này thì tạm ổn rồi. Rồi lấy ra đây. Rồi lấy ra đây. Để chiều phía này nó có bông đỡ rồi. Đấy. Phía này tạm này. Đấy, nói chung là cứ đầu màu cắt giật nhìn nó cục kịch đấy không, nhìn nó cứ ngắn rụt này. Đấy thì là cái điểm mình mê, và thứ hai là chân bệ nó ổn, thứ ba là cái tỷ lệ cây nó cũng khá là đẹp. Tất nhiên mình mua mình phải thích, mình mua đúng không bác, nó cũng không phải ít tiền này. Đấy, gọi là từ trước Tết đến giờ là mình múc được cây này, gọi là tạm ưng rồi, chứ không được như mong muốn cho lắm, nhưng mà thôi, gặp cây nào thì múc cái đấy thôi. Đấy, khá ổn, khá là hài hòa các bạn. Hài hòa, mình sẽ cắt cái tay này đi. Nếu mà các bác nào theo trường phái vào dây thì sẽ bẻ cái này thì lại chơi luôn được, nên em không khoáng cắt để xử lý luôn cái mấu này. Xong đây này, nó có cái mấu này nó khá to, sau nó sẽ thớt rất là thô nên tôi phải bỏ cả cái mấu đi, coi như giật lại mới cái tay này. Đó. Hay các bác nhỉ, đó mặt hai mặt đều được, mặt này thì nó thuận hơn, nhìn nó sâu cây hơn. Đấy, nhưng mặt này thì lại nhìn vách viết nó cổ kính ha. Đấy, cũng hay. Đấy, thì chán mặt này lại chưa mặt kia. Đúng quá. Rồi, xin được cảm ơn các bác nhé.